So với thời kỳ đầu khi dịch HIVS bùng phát, những năm gần đây, dịch HIVS đã có chiều hướng giảm, tỷ lệ lây nhiễm trên thế giới trên dưới mức 0,5%. Nhưng mỗi năm vẫn phát sinh hàng nghìn người nhiễm mới. Nếu không làm tốt công tác phòng chống HIVS, thì nguy cơ dịch lan truyền ra cộng đồng là rất lớn. Trong cái giai đoạn hiện nay thì có một số các cái khó khăn, ví dụ như cái tình trạng cắt giảm các kinh phí cho hoạt động phòng chống HIVS. Cái thứ hai nữa là các cái biến động khác, ví dụ như về cái tình trạng liên quan HIVS thì tệ nạn mại dâm, ma túy và các cái hoạt động khác. Như vậy là cái nguy cơ lây nhiễm HIV vẫn còn duy trì ở trong cộng đồng, mặc dù là đang giảm và đang có xu hướng cái tỷ lệ thấp. Chính vì vậy nên cái công tác dự phòng lây nhiễm HIVS ở tại Việt Nam nói chung và tại Lâm Đồng nói riêng, chúng tôi vẫn phải tăng cường để hoạt động này. Nếu chúng ta không có cái tinh thần chủ động để khống chế dịch bệnh thì cái nguy cơ mà bùng phát dịch trở lại cũng rất là cao. Mặc cho 28 năm nghiên cứu, đến nay vẫn chưa có một loại vaccine nào bảo vệ hữu hiệu con người trước HIV. Việc tạo ra vaccine chống HIV rất khó, do HIV không phải là một loại virus thông thường. HIV là loại virus biến hóa nhất hiện nay. Nó biến đổi với tốc độ chóng mặt, khiến người bệnh có thể mang trong mình hàng triệu phiên bản khác nhau của HIV chỉ sau một tháng lây nhiễm. Với những thử thách kể trên, không có gì ngạc nhiên khi những nghiên cứu về vaccine chống HIV vẫn chưa thu được kết quả đáng kể. Dù chúng ta chưa có vaccine, nhưng chúng ta đã có thuốc giúp trị bệnh HIVS. Mặc dù HIVS hiện nay chưa có vaccine để dự phòng, thế nhưng mà bằng cái nỗ lực của các nhà khoa học và nỗ lực của ngành y tế, thì hiện nay thì là điều trị thuốc ARV, tức là thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV. Bây giờ chúng tôi đang mở rộng cái đối tượng điều trị cho những cái đối tượng này. Nếu như mà bệnh nhân tuân thủ điều trị và điều trị đúng, điều trị đều thì bệnh nhân có thể sống cái giai đoạn sống mà sau khi nhiễm HIV có thể đến vài chục năm. Thì là phương pháp điều trị ARV, tức là người bệnh, người nhiễm HIV được chỉ định dùng thuốc ARV, tức là thuốc kháng virus HIV. Thì hiện nay ở tại Lâm Đồng của chúng ta là có 3 cái cơ sở điều trị người nhiễm HIV mà chúng tôi đặt là thứ nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Cái thứ hai nữa là tại Bệnh viện 2 thành phố Bảo Lộc. Và cái thứ ba nữa là Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Thì 3 cái cơ sở này sẽ giúp cho người nhiễm HIV tới đây để lãnh thuốc uống hàng ngày, uống ngoại trú hàng ngày, và được tư vấn về những cái biện pháp chăm sóc, hỗ trợ điều trị và dự phòng các cái lây nhiễm khác, ví dụ như là bị các cái bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc là lây nhiễm các cái bệnh như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, vân vân. Và đặc biệt nữa là tư vấn cho người nhiễm HIV mà điều trị ARV thì có những cái biện pháp để làm sao mà có thích nghi với cuộc sống và có những cái giúp cho bệnh nhân khỏe hơn và tự tin hơn trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng để có những cái hoạt động bình thường giống như những người bệnh khác. Phương pháp điều trị HIVS ARV đã phát huy hiệu quả rất lớn trong những năm qua, giúp giảm tử vong, nâng cao sức khỏe của bệnh nhân HIVS. Dù vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Với những kiến thức phổ biến về những đường lây nhiễm HIVS, mỗi người cần tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh hiểm nghèo này và cũng giúp đỡ nhiều người khác biết cách phòng chống HIVS, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng cho xã hội.